báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Chương 4: Phụ hạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục học chương 4 sách Nữ giới là phụ hạnh, nghĩa là đức hạnh của người phụ nữ. Thời nhiên hậu ngôn, bất yếm ư nhân. Chữ thời có nghĩa là thời cơ. Thời cơ là gì? Nghĩa là khi chúng ta nói chuyện, nhất định phải xét đến bối cảnh. Chúng ta thường nói rằng, khen ngợi phải công khai, phê bình cần kín đáo. Tuy nhiên, nếu như trong một công ty mà các thành viên không chung sống hòa thuận với nhau, nếu bạn công khai khen ngợi một người nào đó, thì có thể sẽ khiến anh ấy càng bị tập thể cô lập, càng tạo nên sự bất hòa trong đoàn thể. Vậy thà rằng đừng khen ngợi công khai còn tốt hơn. Nhưng khi phê bình thì nhất định phải kín đáo. Chỉ một người nói chuyện với một người thôi. Đối với người lớn tuổi cũng như vậy. Khi người lớn tuổi nổi giận hoặc không vui, thì lời nói của bạn liệu có thể giúp họ điều giải được hay không? Nếu như không điều giải được thì đừng nói. Khi họ đang tức giận thì chớ thêm dầu vào lửa. Còn trên gấm có cần thêu thêm hoa nữa hay không? Khi bản thân tôi học tập kinh điển thì thấy không cần như vậy. Nếu như người này nhận được quá nhiều lời tán thán mà bạn còn tặng thêm lời khen cho anh ấy, thì đức năng và phước báo của anh ấy sẽ không giữ được. Ngược lại, còn đẩy anh ấy đi về hướng ngược lại, sẽ xuất hiện thêm một số hiện tượng khiến người khác thất vọng. Tôi có khi cảm thấy dường như những người bên cạnh đang hùa theo phụ họa. Mọi người tán thán thì mình cũng tán thán. Nếu như mình không tán thán thì bị hiểu lầm là đố kỵ. Tôi không cho là như vậy. Khi tôi cảm thấy người đó không trụ nổi với vô số lời khen thì tôi không thể hùa theo họ. Mọi người khen người này tốt. Tôi không nói anh ấy không tốt, nhưng tôi sẽ không nói gì cả. Nếu như họ khăng khăng muốn tôi có nhận xét đối với anh ấy, thì tôi có thể nói rằng trên một phương diện nào đó anh ấy đáng để tôi học tập. Còn những phương diện khác thì tôi một lời cũng chẳng nói ra. Làm người thật sự cần phải có trí huệ. Khi đi hỏi người khác cũng cần có trí huệ. Ví dụ, có một trường hợp, có một ông chủ công ty, khi chúng tôi cùng ăn cơm với nhau, trên bàn ăn còn có những người khác. Ông ấy đã hỏi tôi nên làm thế nào để dẫn dắt nhân viên trong công ty học tập văn hóa truyền thống. Nếu như tôi dẫn nhân viên ra ngoài tham gia luận đàn học tập văn hóa truyền thống, như thế có tốt không? Tôi đã trực tiếp trả lời với ông ấy là không tốt. Ông ấy hỏi tôi, tại vì sao? Tôi nói, việc này tôi đã trải qua rồi. Bắt đầu từ năm ngoái, tôi dẫn nhân viên của mình tham gia đủ loại luận đàn. Thậm chí họ còn dắt vợ và mẹ theo. Tất cả chi phí đều do tôi lo, vẫn trả lương đầy đủ. Kết quả thế nào? Kết quả chỉ là sự thể hiện của cái tâm tự tư, tự lợi của tôi. Chính là thể hiện ra tôi rất nhân từ, hình như đối xử với nhân viên rất tốt. Họ có thay đổi hay không? Không hề thay đổi, mà đa số còn từ chức bỏ đi. Vì sao lại như thế? Sau cùng tôi đã phản cầu chư kỷ, nghĩa là xét lại chính mình, rằng nhân viên hiện nay không cần đi ra ngoài học, mà bản thân tôi ở nhà cần phải nội tu trước. Tôi học hiểu một điều thì dạy họ một điều. Thế giới phù hoa bên ngoài rất loạn, 10 người thầy thì sẽ có 10 kiểu giảng khác nhau. Tôi là người vừa mới học tập, nhân viên còn học sau cả tôi. Họ ở bên ngoài nghe không hiểu, nhìn không hiểu về hỏi tôi. Kỳ thực tôi cũng không hiểu rõ. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, họ tiếp xúc với nhiều người như thế thì tâm sẽ tán loạn. Bạn xem, từ xưa đến nay, cổ đại đức dạy học nhất định là đóng cửa tự tu. Trước tiên
không phải dẫn học trò đi du sơn ngoạn thủy. Trước tiên phải làm cho tâm của họ định lại đã. Giám đốc có thể ra ngoài tham học vì định lực của giám đốc dù sao cũng cao hơn nhân viên một chút. Sau đó để các nhân viên ở nhà tu định trước tiên, chọn ra một hoặc hai bộ sách để họ học tập nhiều lần, nghe đi nghe lại, thể ngộ nhiều lần trong công việc. Không cần đem tiền đi tiêu một cách vô ích như thế, không cần thiết. Sau khi nghe tôi nói xong, ông ấy lại hỏi một nhân viên kế bên, cũng là một nhân viên quản lý cấp cao ở một công ty khác. Anh ấy đã nói với ông rằng ông nên dẫn nhân viên đi ra ngoài học tập, có thể thông qua học tập mà nâng cao chính mình. Lúc đó, ông giám đốc ấy bắt đầu cảm thấy rất bối rối. Rốt cuộc, có nên dẫn nhân viên ra ngoài học hay không? Ông ấy đã hỏi tôi. Lúc đó, tôi không nói gì cả. Bởi vì địa vị của ông chủ và nhân viên vốn dĩ không như nhau. Bạn hỏi ông chủ thì sẽ có đáp án này. Bạn hỏi nhân viên thì nhất định có một đáp án khác. Như vậy, bạn phải biết cần nên hỏi ai. Đây cũng thuộc về nói chuyện cần phải quán thời cơ. Không chỉ bao gồm việc phải quán sát thời cơ, mà còn phải biết quán sát đối tượng. Trước mặt mẹ chồng bạn, đừng nên kể tội chồng của mình, vì không có ích gì cả, hoàn toàn là kể tội vô ích, phát ngôn vô ích, hoàn toàn không có tác dụng. Bạn có thời gian mà lại làm những việc vô ích, chỉ bằng hãy làm những việc có ích đi. Đừng lãng phí thời gian của chính mình. Bạn không cần đi kể tội bất kỳ người nào cả. Nếu như bạn đi kể lể với bạn bè của mình về ông xã, nhưng bạn bè của bạn không thể giải quyết được. Nếu bạn đi kể lể với cha mẹ ruột của mình về anh ấy, thì cha mẹ bạn tuy có lo lắng, bực bội, nhưng liệu họ có khuyên bạn ly hôn anh ấy hay không? Không bao giờ. Nếu như bạn đi kể lể với cha mẹ chồng về chồng của mình, thì họ cũng không thể đi chỉ trích con trai của họ được. Cho nên, tôi cảm thấy phương thức tốt nhất đó chính là bản thân tự nội hóa để giải quyết vấn đề. Sau này cũng không cần đi kể lể về ai nữa. Thời nhiên hậu ngôn. Chúng ta cần phải biết, với mỗi một lời nói thì từ việc lựa chọn lời cho đến việc quan sát thời cơ nhằm để chúng ta định lại. Trong quá trình định đó, có thể sinh ra trí huệ chân thật. Sau cùng sẽ đạt được hiệu quả là khiến người không chán ghét. Từ xưa đến nay, đều hết sức xem trọng phụ ngôn. Trong tất cả các giáo học của chư vị cổ đức, giáo học về nữ đức đặc biệt nhấn mạnh đến phụ ngôn. Trong kinh thi phần Đại Nhã, có câu nói rằng: Bạch Khuê chi điếm, thượng khả ma giả, từ ngôn chi điếm, bất khả vi giả. Câu này có nghĩa là gì? Bạch Khuê chỉ cho Bạch Ngọc, dùng Bạch Ngọc làm con dấu. Nếu như ở phía trên có chút tì vết, thì có thể mài nhẵn đi một chút là được. Tuy nhiên, nếu như lời nói có vết nhơ, như nói lời ác, lời không nên nói ra, thì bạn có thể nuốt vào được hay không? Không thể được, không có cơ hội để hối hận. Có một đoạn câu như thế này, tôi xin chia sẻ với mọi người phần tôi đã sao chép lại. Bớt nói những lời oán trách, hãy nói nhiều lời khoan dung. Oán trách mang lại hận thù, khoan dung mới là trí huệ. Bớt nói những lời mỉa mai, hãy nói nhiều lời tôn trọng. Mỉa mai thể hiện sự xem thường, tôn trọng tăng thêm lòng thấu hiểu. Bớt nói những lời tổn thương, hãy nói nhiều lời quan tâm. Tổn thương tạo nên đối lập, quan tâm thắt chặt tình thân. Bớt nói những lời ra lệnh, hãy cùng bàn bạc thêm với nhau. Mệnh lệnh chỉ có thể tiếp thu, còn bàn bạc mới chính là lãnh đạo. Bớt nói những lời phê bình, hãy nói nhiều lời cổ vũ. Phê bình tạo ra ngăn cách, cổ vũ khơi mở tiềm năng. Tôi rất thích 5 câu nói trên, dán nó lên trên bàn đọc sách. Khi không có việc gì thì có thể đọc lại nó. Bạn có đang nói những lời oán trách, mỉa mai, tổn thương, ra lệnh và phê bình hay không?
nếu như có nói, thì hãy mau chóng chuyển đổi trở lại. Hãy đem chúng chuyển thành những lời tốt đẹp. Giống như cánh cửa sổ vậy, bên trong cửa sổ là màn đêm u ám, tối tăm. Nếu mở cửa sổ ra thì sẽ nhìn thấy rực rỡ sáng chói. Chỉ là cách nhau một bức tường. Một khi thay đổi thì sẽ có thể chuyển đổi trở lại. Chúng ta cũng thường xuyên phản tỉnh chính mình, như vậy mới tốt. Tiếp theo, tôi xin chia sẻ với mọi người một chút về ngôn từ trong lời văn của phụ nữ thời nay trên các trang mạng và podcast. Nhất định cần chú ý là đừng viết những điều không tốt, không phải là lời nói thiện lương hoặc